Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức lễ ký kết tiêu thụ thịt lợn thương phẩm an toàn giữa Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh, các cơ sở chăn nuôi lợn sạch và Công ty Cổ phần Thực phẩm Nippon Ham Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của bệnh dịch tả lợn châu Phi, thời gian qua, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã thực hiện đồng bộ các giải pháp để hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn. Trong đó, các cấp ngành, địa phương chú trọng tuyên truyền để người dân không quay lưng lại với thịt lợn an toàn sinh học, thịt lợn sạch, hướng dẫn phát triển ngành chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ngoài ra, tỉnh đã phát động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và nhân dân tiêu thụ thịt lợn sạch, ủng hộ ngành chăn nuôi. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ ngành chăn nuôi của tỉnh đạt hiệu quả, cần có những doanh nghiệp có mức tiêu thụ, sản xuất thịt lợn lớn. Do đó, việc Công ty Cổ phần Thực phẩm Nippon Ham Việt Nam có trụ sở tại khu công nghiệp Thăng Long 2, phường Dị Sử, thị xã Mỹ Hào ký kết tiêu thụ sản phẩm thịt lợn an toàn sinh học cho các cơ sở hộ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thời điểm này là rất cần thiết, góp phần ổn định ngành chăn nuôi của tỉnh. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương, các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc biên bản ghi nhớ đã ký kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm Nippon Ham Việt Nam, giới thiệu thêm nhiều cơ sở chăn nuôi lợn sạch, lợn an toàn sinh học để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thịt lợn của công ty. Trong quá trình triển khai thực hiện, các sở ngành địa phương phối hợp với công ty để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Tỉnh sẽ tạo điều kiện để công ty triển khai thực hiện việc tiêu thụ thịt lợn. Tại lễ ký kết, Công ty Cổ phần Thực phẩm Nippon Ham Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ tiêu thụ lợn thương phẩm an toàn với 9 doanh nghiệp cơ sở chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.